xin kính chào quý vị và các bạn rất vui được gặp quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày 12 tháng 10 năm 2022 biên cương xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn kênh youtube của luyện viên tại biên cương để cập nhật và chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của bóng đá Việt Nam và bóng đá thế giới và bây giờ là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay nổi bật trong tin nóng bóng đá ngày 12 tháng 10 năm 2022 Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Seo chốt thời điểm đàm phán gia hạn hợp đồng. Quang Hải đứng trước cơ hội lịch sử đối với cá nhân và bóng đá Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ xác định được đối thủ tại World Cup vào ngày 22 tháng 10. Vâng, đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, vào tháng 7, tháng 8, sang năm thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ bước ra World Cup. Đây là một điều kỳ diệu mà các cô gái của chúng ta đã làm được và thực tế những gì chúng ta đã từng trải qua như ở giải vô địch đông nam á mới đây hay những trận giao hữu như khi chúng ta đối đầu với đội tuyển nữ pháp chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều điều chúng ta sẽ phải cải thiện nhằm đạt được những kết quả tích cực tại sân chơi world cup nhưng từ nay đến đó dù thời gian không phải là quá nhiều và việc chiêu mộ những cầu thủ việt kiều là rất khó khăn nên chúng ta sẽ phải có những chiến lược riêng để làm sao đạt được kết quả tốt tại world cup và cùng với đó thì chúng ta cũng đã xác định được thời điểm biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp những đội bóng nào tại vòng bảng của World Cup sắp tới. Thời điểm được ấn định là ngày 22 tháng 10 tới đây. Theo thông tin mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam cùng 31 đội bóng giành quyền dự vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch thế giới năm 2023 FIFA World Cup sẽ được chia vào 8 bảng đấu. Các đối thủ của thầy trò Viên Mai Đức Trung sẽ được xác định trong buổi lễ bốc thăm diễn ra tại Auckland, New Zealand vào ngày 22 tháng 10 tới. Theo nguyên tắc bốc thăm do FIFA công bố, 32 đội lọt vào vòng chung kết, gồm 29 đội vào thẳng và 3 đội phải đá những trận playoff liên lục địa, được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm là 8 đội. Việc chia nhóm hạt giống được quyết định với thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA trước thời điểm diễn ra buổi lễ bốc thăm. Hai đội chủ nhà gồm New Zealand và Australia mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng 6 đội đứng đầu. Nhóm số 2 gồm các đội có thứ hạng từ 7 đến 14, 8 đội ơi tiếp theo ở nhóm số 3 và 5 đội đứng cuối nằm ở nhóm số 4 cùng 3 đội vượt qua vòng playoff liên lục địa. Ba đội bóng này được xác định bằng loạt trận sẽ diễn ra vào các ngày 17, 23 tháng 1 năm 2023. Một trong những thông tin được quan tâm hàng đầu trước thềm World Cup năm 2023 của bóng đá nữ đó là vị trí huấn luyện viên trưởng và sau rất nhiều những uh, suy nghĩ chăn trở đắn đo thì huấn viên Mai Đức Chung đã quyết định là tiếp tục gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup sắp tới dù nhiều lúc ông cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Huấn viên Mai Đức Chung đã ký hợp đồng một năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tức là kết thúc năm 2023 thì ông mới chia tay Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông sẽ là huấn viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32 diễn ra vào tháng năm tới và World Cup diễn ra vào tháng 7, tháng 8 năm 2023. Trong khi đó thì huấn viên Park Hang-seo hôm mùng 5 tháng 10 vừa rồi đã kỷ niệm tròn 5 năm là huấn viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không có những thông tin về một buổi lễ ấm cúng mà ông muốn gặp mặt tri ân những người đã đồng hành cùng ông trong ban huấn luyện, những cầu thủ. Có lẽ một phần vì ngày mùng 5 tháng 10 sát với rất nhiều những trận đấu tại V-League nên thật khó để tập trung cùng với những cậu học trò yêu quý của mình. Có lẽ đã có một động thái nào đó trong dịp FIFA Days mà ông cùng với các học trò của mình đã chia sẻ. Giờ thì uh, câu chuyện là HLV Park Hang Seo cùng với VFF có tìm được tiếng nói chung và thầy Park sẽ gia hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam sau tháng 1 năm 2023 hay không? Chúng ta còn phải chờ đợi. Nhưng mới đây chia sẻ với truyền thông thì Tổng Thư ký của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh đã xác nhận là người đại diện của viên Park Hang Seo và đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ ngồi vào bàn đàm phán để thương thảo về việc tiếp tục hay không tiếp tục hai bên gắn bó với nhau của Park hạn hợp đồng, đồng với Liên đoàn Việt Nam và Liên đoàn Việt Nam tiếp tục có được sự phục vụ của thầy Park. Tất cả sẽ được quyết định trong những buổi thương thảo vào cuối tháng 10 năm nay, tức là còn khoảng gần 2 tuần nữa thì các bên sẽ ngồi lại với nhau. Nhưng uh, tất cả các bên đều xác định rất rõ một điều, đó là không để thầy Park phải bị phân tâm để thầy dồn toàn sức, toàn lực, toàn tâm trí cho chiến dịch IOCUP Cup năm 2020 năm nay. Đó là câu chuyện của William Panser cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trong khi đó thì uh, những câu chuyện của bóng đá khu vực như của Indonesia hay của Thái Lan thì những người đang đứng đầu liên đoàn phải nói là đang rất đau đầu nhất là đối với ông Somniut của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Mới đây thì uh, ông Somniut đã chịu rất là nhiều áp lực với việc bóng đá trẻ Thái Lan đạt kết quả không tốt, liên tục thua trước Việt Nam và ông Somniut đã được một bộ phận dư luận người hâm mộ bóng đá Thái Lan yêu cầu ông phải từ chức và cuối cùng thì vị uh, chủ tịch của Liên đoàn Thái Lan vốn là một cựu cảnh sát này cũng đã tuyên bố là mình sẵn sàng rời khỏi vị trí hiện tại nếu Liên đoàn bóng đá Thái Lan tìm được người phù hợp và một trong những lý do chính rõ ràng là vì những trận thua trước bóng đá trẻ Việt Nam của bóng đá Thái Lan. Hãy xem những lần thua đó là như thế nào và tại sao nó lại đẩy vị trí của huấn viên của chủ tịch Liên đoàn Thái Lan, chiếc ghế lại lung lay dữ dội đến thế. Các đội tuyển Thái Lan trải qua chuỗi trận đáng thất vọng trước Việt Nam ở cấp độ trẻ tính đến vòng loại U17 châu Á năm 2023 vừa qua. Trận đấu đầu tiên giữa Thái Lan và Việt Nam trong năm 2022 là dịp so tài ở vòng bảng U23 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 2 tại Campuchia. U23 Việt Nam thắng 1-0 nhờ siêu phẩm đá phạt của Nguyễn Trung Thành. Khi hai đội gặp lại nhau trong trận chung kết, chúng ta lại vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 và người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đó là Trần Bảo Toàn sau cú tạt bóng của Phan Tuấn Tài. Từ tháng 5, U23 Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31 và thua 0-1 trên sân Mỹ Đình sau cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 diễn ra hồi tháng 6 tại Uzbekistan, U23 Thái Lan gặp Việt Nam ở vòng bảng. Chúng ta đã hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ và phải rất cố gắng, Thái Lan mới có được kết quả hòa 2-2. U19 Đông Nam Á năm 2022 là giải đấu tiếp theo mà Thái Lan và Việt Nam có duyên gặp nhau ở vòng bảng và trận tranh hạng 3. Tại vòng bảng, hai đội hòa nhau 1-1, còn trận tranh hạng 3, Việt Nam thắng Thái Lan ở loạt sút luân lưu. Sau vòng chung kết U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam về nước dự giải U19 quốc tế hồi tháng 8 và một lần nữa tái ngộ Thái Lan. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất giúp U19 Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 để vào chơi trận chung kết, đẩy Thái Lan xuống đá trận tranh giải ba. Một ngày sau chiến thắng của lứa đàn anh U16 Việt Nam thắng U16 Thái Lan 2-0 tại bán kết của giải U16 Đông Nam Á năm 2022. Giải đấu này diễn ra tại Indonesia và người ghi bàn đầu tiên cũng là Nguyễn Công Phương. Từ tháng 10, hai lứa cầu thủ trên của Thái Lan và Việt Nam tái ngộ nhau tại bảng F vòng loại U17 châu Á năm 2023 diễn ra tại sân Việt Trì Phú Thọ. Ở trận đấu quyết định ngôi đầu của lượt cuối, U17 Việt Nam thắng dễ U17 Thái Lan 3-0 và giành xuất trực tiếp đến vòng chung kết U17 châu Á. Không chỉ có ông Samiut của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang chịu nhiều áp lực, mà người đồng cấp của Liên Hoàng Đá New cũng đang chịu cảnh tương tự. Chúng ta sẽ chia sẻ sau, cùng với đó là câu chuyện của Quang Hải. Còn bây giờ thì Biên Cương xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn hai thông tin rất đáng quan tâm từ thương hiệu thời trang Vincento. Thứ nhất là chương trình khuyến mại giảm giá rất lớn của Vincento chào mừng ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 kéo dài từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 10 thì sẽ kết thúc ngày hôm nay nơi mà quý vị có thể sẽ mua những chiếc áo chỉ có giá 79k 79.000 đồng mà thôi và những chiếc áo da trơn thì cũng sẽ được giảm giá lên tới 70 xin được nhắc lại là lên tới 70 phần trăm ngoài ra thì đây là chiếc uh, clutch tức là chiếc ví cầm tay dành cho anh em nam giới đây là chiếc ví đã được làm bằng da cá sấu Clutch Amazon Fire chiếc ví này thì được làm từ nguyên tấm của một uh, con cá sấu và nó cũng đã được uh, xử lý để làm cho màu bền hơn. Uh, tức là càng dùng thì màu sẽ càng uh, nổi hơn. đó bình thường càng dùng thì càng cũ đúng không? nhưng mà với chất liệu tốt thì càng dùng chiếc uh, clutch amazon file này sẽ càng uh, nổi màu hơn nữa. và nếu mọi người lo lắng về việc là có thể bị uh, thấm mồ hôi thì nó cũng đã được xử lý một lớp ở bên ngoài để chống thấm mồ hôi từ tay cầm cho tới bên trong rất là dễ lựa chọn đặc biệt Vincento có một thách thức dành cho quý vị đấy là nếu mà chúng ta phát hiện ra bên ngoài chiếc ví này không được làm bằng da cá sấu thì Vincento sẽ sẽ đền quý vị lên tới 50 triệu đồng 50 triệu đồng và chiếc ví này được đền 50 triệu đồng nhưng giá trị của nó được bán thì được giảm giá từ 5 triệu 598 000 đồng xuống còn 3 triệu 598 000 đồng và nếu mua thì sẽ còn được tặng một chiếc ví nhỏ có giá trị là 1 triệu 598 000 đồng có rất nhiều giá trị đúng không và quý vị nếu quan tâm thì có thể truy cập vào website vincento.vn hoặc là số hotline hiển thị trên màn hình 0889 88 55 33 hoặc là 0889 33 33 00 Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với áp lực rất lớn dành cho Mohamed Irawan, huấn luyện viên trưởng, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Sau thất bại của U17 Indonesia ở vòng loại U17 châu Á năm 2023, Liên đoàn bóng đá Indonesia vấp phải sự chỉ trích của giới truyền thông. Trang Bola của Indonesia viết là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á nhưng U17 Indonesia lại không vượt qua được vòng loại thường thì đại diện của liên đoàn bóng đá Indonesia hay ông chủ tịch Mohammad Irawan sẽ gửi lời chúc mừng đó gần như là lời khuôn mẫu của liên đoàn bóng đá nước này nếu đội tuyển quốc gia hay các đội trẻ giành chiến thắng ý kiến của Mohammad Irawan sẽ luôn được đặt lên hàng đầu thực tế mọi người đều im ắng sau thất bại của U17 Indonesia đây là điều đáng tiếc vì họ là những cầu thủ còn rất trẻ họ cần sự động viên mỗi khi vấp ngã có quá nhiều áp lực dành cho ông Mohammad Irawan người đã nói rất nhiều sau thất bại của giải U19 Đông Nam Á và cũng mạnh miệng tuyên bố về những kế hoạch, những kỳ vọng cho đội tuyển U16 Indonesia sau chức vô địch của giải U16 Đông Nam Á nhưng lại im hơi lặng tiếng sau khi đội bóng U17 nước này bị loại khỏi chiến dịch giành quyền dự vòng chung kết U17 châu Á thậm chí là đã có một trang kêu gọi những người ký vào đó đòi ông uh, Mohammad Iroan phải từ chức và số người tham gia đã lên tới 40.000 người, quả là một áp lực khủng khiếp cho vị uh, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Còn với Quang Hải, Quang Hải đã ghi bàn, Quang Hải đã lập công và Quang Hải sẽ là một người có được một kế hoạch đặc biệt. Uh, Bernard Stibonat, một cầu thủ rất là tài năng của Po một tiền vệ trung tâm rất hay ở mùa giải năm nay cũng đã có những lời chia sẻ và chúc mừng Quang Hải vì việc cầu thủ người Việt Nam đã ghi bàn để giúp cho pô có được một điểm hết sức quý giá. Bây giờ thì chúng ta băn khoăn hai điều. Một là liệu với thành công ở trận đấu gặp Rhodes thì Hải đã đủ sức để có được những kế hoạch lớn hơn, niềm tin lớn hơn từ ông đi, đi Tholo hay chưa? Hai là đá tốt rồi thì Po có thể sẽ cần Quang Hải hơn và khi đó thì có thể Hải sẽ không thể trở về nước và đá tại A Cup năm 2022. Đây là những câu chuyện chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Còn bây giờ thì một câu chuyện khác là thống kê số bàn thắng của những cầu thủ Việt Nam ghi được ở ngoài lãnh thổ của Việt Nam chúng ta và Quang Hải đang đứng trước cội để có thể phá những kỷ lục mà trước đây các tiền bối đã làm được. Bàn thắng vào lưới Rhodes ở giải hạng nhì của Pháp mới đây mở ra cơ hội cho Quang Hải tiến tới lập kỷ lục trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất ở nước ngoài. Theo thống kê, trước Quang Hải từng có 3 cầu thủ Việt Nam ghi bàn khi thi đấu cho các câu lạc bộ nước ngoài là Huỳnh Đức, Công Vinh và Xuân Trường. Năm 2001, Huỳnh Đức thi đấu cho đội Trùng Khánh Lực Phàm của Trung Quốc. Tại đây, Huỳnh Đức được cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Eson Tavares tạo điều kiện ra sân. Anh ghi được 4 bàn trước khi về nước. Huỳnh Đức trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất cho tới thời điểm này khi thi đấu cho một đội bóng nước ngoài. Như vậy muốn độc chiếm kỷ lục trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất khi thi đấu cho một câu lạc bộ ngoài nước, Quang Hải cần ghi thêm ít nhất 4 bàn thắng nữa. Nếu ghi được 3 bàn nữa, Quang Hải sẽ cùng chia sẻ kỷ lục với đàn anh Huỳnh Đức. Giải hạng nhì của nước Pháp Ligue 2 2022-2023 mùa này mới đi tới 11 vòng đấu. Bàn thắng vừa rồi vào lưới của Rhodes sẽ mở ra nhiều cơ hội ra sân hơn nữa cho Quang Hải trong thời gian sắp tới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang những thông tin của bóng đá châu Âu mà trước hết là những diễn biến cập nhật của UEFA Champions League nơi mà chúng ta sẽ lại chờ đợi xem Erling Haaland có tỏa sáng hay không và cùng với đó là những trận đấu rất đáng chú ý khác như cuộc so tài giữa AC Milan và Chelsea. Loạt trận vòng bảng UEFA Champions League diễn ra vào đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12 tháng 10 năm 2022 đã chứng kiến hàng loạt công lớn không thể có được kết quả như mong muốn. Ở bảng H, Juventus đã để thua sốc trước Maccabi Haifa với tỷ số 0-2. Trong khi đó, Paris Saint-Germain cũng đã để Benfica cầm chân với tỷ số 1 đều. Nhưng hai đội bóng này vẫn đang nắm lợi thế rất lớn cho hai tấm vé đi tiếp ở bảng hát. Tại bảng gì, cả Manchester City và Borussia Dortmund đều phải chia điểm trước hai đối thủ lần lượt là Copenhagen và Sevilla. Trong khi đó, Real Madrid cũng đã tạo nên cú sốc khi suýt thua trước Saka Donetsk. Rất may là bàn thắng ở phút cuối cùng của Rudiger đã giúp cho đội bóng Tây Ban Nha giữ lại một điểm. Có lẽ Chelsea là đội bóng vui nhất đêm qua khi họ đã đánh bại đối thủ trực tiếp ở bảng E là AC Milan với tỷ số 2-0. Việc Schalke và Dynamo Zagreb cầm chân nhau khiến bảng E trở nên vô cùng khó đoán khi khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội cuối bảng chỉ còn là 3 điểm và còn hai lọt đấu nữa thì vòng bảng mới kết thúc. Erling Haaland rõ ràng là trung tâm chú ý trong những ngày tháng đầu tiên của mùa giải 2022-2023. Một người không thể bị ngăn cản, một người mà thậm chí đã có những lời nói vui là phải cấm anh ta thi đấu tại giải bóng đá vốn khắc nghiệt nhất hành tinh như giải bóng đá ngoại hạng Anh. Vậy thì Erling Haaland giá trị như vậy, Man City sẽ làm gì để giữ chân anh? Một trong những điều để khiến cho các đội bóng có tham vọng muốn có Erling Haaland chính là phí giải phóng hợp đồng. Và chẳng bất ngờ nếu như phí giải phóng hợp đồng của Erling Haaland sẽ là một con số không thể tin nổi. Truyền thông Anh tiết lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland chỉ được áp dụng với các câu lạc bộ bên ngoài Premier League. The Athletic, một tờ báo uy tín tin rằng bất kỳ đội bóng nào ngoài nước Anh muốn chiêu mộ, chân sút người Na Uy có thể hành động từ năm 2024. Họ sẽ phải trả mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 200 triệu euro, tức là 175,5 triệu bảng. Con số 200 triệu euro cũng sẽ giảm theo từng năm hợp đồng của Haaland với đội chủ sân ETH. Cuối tuần trước, Pep Guardiola phản bác thông tin Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng đó không phải là sự thật. Anh ấy không có điều khoản giải phóng hợp đồng để sang Real Madrid hay bất kỳ đội bóng nào khác. Đó không phải là sự thật là tất cả những gì tôi có thể nói. Tin đồn, người ta bàn tán, chúng tôi không thể kiểm soát được. Chúng tôi chỉ có thể lo lắng về những gì chúng tôi có thể kiểm soát được mà thôi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày 12 tháng 10 hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm yêu mến của quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới có sự thành công, có được nụ cười, có được may mắn và cả bình an nữa và xin lưu ý hôm nay 12 tháng 10 là ngày cuối cùng của chương trình siêu khuyến mại mà Vincento chào mừng ngày giải phóng thủ đô với những sản phẩm sẽ được khuyến mại lên tới 70% quý vị có thể gọi điện tới số hotline hoặc truy cập vào các website với những thông tin đã được ghi trong phần đầu bình luận của video ngày hôm nay cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại